nhìn nhìn gì không? Anh em, đây mình với Tài Đốt đi dạo đêm chơi cả nửa năm nay hay là gần một năm chưa quay ban đêm luôn anh em. Mình đi làm á, trước mình đi làm đêm, xong rồi bây giờ cái mùa dịch á, rồi cái chỗ làm mình nó bị đóng cửa rồi, rồi nay mình được nghỉ thì mình đi chơi, đi dạo chơi, dạo đêm rồi chơi anh em. Dạo đêm nữa có gì quay cho anh em coi. Giờ dạo ra cái chỗ mình hay quay ban đêm nữa coi, đó giờ chưa ra luôn anh em. Tối anh em, nhưng mà buổi tối mình nghĩ ngồi đó chắc đẹp lắm, đường vắng nhưng mà đèn sáng nữa, cho nên mùa dịch này mình không có tụ tập đông đen anh em, hạn chế đi tới những cái chỗ đông đen, cho nên là đi hai người dạo dạo chơi thôi, chỗ vắng vắng chơi thôi nha. Wow trời ơi. Cái đèn của mình nó xỉu quá. Giờ này tối thui luôn, mở đèn led anh em. Trong này nó không có điện đường nhưng mà ra cái khúc kia thì có điện đường. Tài Đốt đang chạy sau lưng mình anh em. Tắt pha cho ta, người đối diện chạy xe cho nó dễ. Để khi nào mình cần pha mình mới mở pha thôi anh em. Mùa dịch cho mấy anh em ở nhà rồi hết rồi. Quá đã bỏ cua chớp chớp đồ đá đèn rồi. Đường này mà có người yêu rồi chở dạo dạo mát lắm anh em, cho tập người yêu chạy xe luôn, hơi bị tối luôn á. Rồi ghé vô bụi uống nước rồi chào hỏi luôn. Anh em là muốn hung kiểu Pháp rồi ok luôn. Lâu rồi mới đi ban đêm lại sướng quá anh em. Quá sướng luôn. Ôi dán heo. Lâu quá ta, Tài Đốt này. Đúng.
dài, chậm chạp, đâu lúc nào cũng chạy sau lưng mình á, chạy chung rồi ta nói chuyện rồi cho vui. Rồi đang bắt ếch anh em. Ra đây quay nhiều cặp đôi đang bắt ếch. Chỗ mua cà phê uống. Ngồi bên đây mát hả? Bên đây ngồi mát hả? Ở đây là mát hả? Khỏi tụ tập đông. Quá mát luôn. Đây anh em, giờ này đúng mát luôn. Có đâu, ở ngoài đồ lộ kìa. Đây cũng leo que cũng có người anh em. Mát. Đi xa xa nha, chụp hình cho nó đẹp. Xe mình mới lên cặp tay anh em. Mới lên cặp tay có gai sinh bôi rồi. Có mấy gai sinh bôi dọa xe ớn nhờ. Ơi hồi nãy có hai người chạy qua ớn ớn nhờ. Chạy qua nhìn nhìn ghê vậy. Ngoài này có người à, khu vực này có hai người. Ê, giờ xe thủ ơi, coi thử làm gì không. Tự nhiên quay đầu lại kìa. Làm gì ghê, ghê thở dốc luôn á. Gì đâu, cái nhìn cái gì đâu, làm gì đâu. Cái gì đâu làm gì đâu. Đậu, đậu nó ngáp đấy chứ. Đúng ghê luôn. Sao đâu. Thành sự vô bắt liền chứ. Mình đứng bình thường mà có gì đâu. Ô, ban đêm mà nhìn chiếc xe nổi vậy ha. Tưởng ra này coi mấy anh Jason Bo dạo dạo mát đồ. Hơi vắng anh em. Hơi vắng so với ngày thường. Ủa sao, sao quay đầu lên lại nữa. Nhìn nhìn gì à? Có quen không? Xong rồi.
ơi, chết à. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, không ổn rồi em ơi. Mất tích rồi, mất tích rồi. Thôi thôi. Sao 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 tắt đèn nó không thấy đâu, tắt đèn nó không thấy đâu. Đó bị bụi đất anh ơi. Trời ơi, thở mệt luôn á. Giờ giờ mình gọi cho tài đốc thôi, gọi không nghe máy là hiểu rồi đó. Sao ơi? Ờ, đồng hồ bị bắt rồi. Sao 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 bắt? Nói đâu? Ờ, giờ đâu giờ độ luôn rồi. Có thể chở đâu rồi. Chạy, chạy xuống rồi, chạy xuống. Thế giờ chưa? Có giờ rồi, lấy ra giờ độ luôn rồi. Quá. Có một thằng dí hồi nãy giờ luôn nè. Thì đó. Bây giờ giờ đang ở đâu á? Giờ đang ở đường Phương Thoại nè. Phải lấy xe phải không? Nó lấy xe đâu rồi. Rồi rồi rồi, rồi. Để chờ xíu rồi chạy qua. Chờ qua. Alo nè. Mồ hôi chảy rồi luôn anh em. Mình nấp nãy giờ cũng 50 phút rồi đó. Giờ mình bay lại chở tài, tài bị bắt xe rồi nè. Giờ mình sau lưng mình không có ai nữa. Vãi thiệt chứ. Đấy, bây giờ mình đứng nghi nghi rồi. Ủa sao tới chỗ cũ sao anh tìm thấy mày vậy? Đâu hả? Đi dọc dài xuống đây nè, tao đang đi bộ xuống đây nè. Nhanh đi ba. Chán chứ. Lâu lâu đi vào đêm một ngày không như ý luôn. Rồi giờ này nhìn mấy xe này rơi quá nè. Kê. Ủa xe lượm luôn hả? Lấy luôn rồi. Hả? Lấy luôn rồi. Có bị đánh không? Có, nhưng bị sườn nè. Hả? À, hên thiệt chứ. Dí được, dí nãy giờ luôn. Đi giờ để mất công nó chạy lại á. Vậy đi, vậy đi. Để ba người phải không? Ba người đi hai chiếc phải không? Nãy bắt tao là hai người, còn cái gì mày đó. Đi giờ. Trời sợ còn thằng nữa nãy vòng vòng tìm thấy mình chết luôn á. Đánh dữ không? Không nghe mấy xuồng cái này. Không ký giấy tờ gì luôn rồi sao lấy xe? Giấy gì? Xe có giấy đâu. Bây giờ cứ lấy giấy lên ngày mai mới chụp được. Bị đánh xong rồi bỏ chạy luôn. Bị đánh có chạy. Bỏ xe luôn.